Ninh Lung là câu chuyện được lấy bối cảnh ở một tương lai không xa, khi đó dân số thế giới đang tăng vọt lên một cách chóng mặt. Chính vì vậy mà con người ngày càng chen chúc hơn, vì thế mà họ cấp thiết bước ra ngoài ngân hà tìm kiếm một ngôi nhà mới. Ngoài trái đất ra, liệu ra ngoài kia còn có nơi nào con người có thể trú ngụ được không? Sau khi bước chân đến những vùng đất mới, con người đang đẩy mạnh phát triển thì bỗng nhiên xuất hiện đại địa chấn kéo dài hơn 10 năm, biến hóa địa chất dữ dội. Sau bão kiếp, loài người còn lại thưa thớt, từ trong đống đổ nát, người ta một lần nữa bước lên mặt đất quen thuộc mà xa lạ. Nhưng loài người vốn đã quen làm chúa tể muôn loài, liệu có còn là chủ nhân của thế giới này nữa hay không? Đó chính là câu chuyện mà các bạn sẽ được khám phá khi xem bộ phim hoạt hình Linh Lung. Mở đầu cảnh phim là một vùng đất hoang mạc, một đoàn xe tải chở rất nhiều binh lính đang khám phá điều gì đó. Dựa vào lời nói có thể biết được, bọn họ được gọi là nhóm thợ săn hoang mạc. Người chỉ huy có tên là Mark, đội thợ săn chia làm hai nhóm. Nhóm 1 do Mark dẫn đầu, vị trí mà bọn họ đang khám phá đó chính là một phi thuyền đã bỏ hoang, bên trong rất nhiều xác chết. Tất cả cẩn thận tiến vào bên trong thu thập vật tư. Trong lúc di chuyển, cả nhóm phát hiện một vết cào rất lớn trên tường. Tiếp đến theo sau là những trần dân đang khuân vác các thùng vật tư. Trong đó có công nhân 4068, lúc làm nhiệm vụ cậu ta bất mãn. Nhìn thấy xác chết gần đó có đeo một cái đồng hồ nên gã lại gần đó, dùng sức lấy chiếc đồng hồ để mang về tặng cho người bạn. Cùng lúc đó, đầu xác chết di chuyển, gã ta thấy tò mò chạy tới kiểm tra thì một con rết xương sống xuất hiện, ngay sau đó liền lao vào tấn công. Thợ săn Donny nhìn thấy, dùng súng bắn chết nó. Khi này Mark cũng nghe được tiếng súng nổ, lập tức liên lạc với tiểu đội bên kia nhưng không nhận được phản hồi. Mark ra lệnh cho Mark Thành mở cửa ra, nhanh chóng cho đội ngũ rút lui ngay. Mark cùng với phụ tá Nhiễm Băng chạy tới giải cứu cho bọn họ. Donny sau khi bắn chết một con rết xương sống thì ngay lập tức một bầy rết từ trong hang lần lượt bò ra như muốn trả thù. Gã đưa súng bắn vào hang ổ của chúng, chất tinh hồng khuất phát tán ra bên ngoài. Không cẩn thận, Donny hít phải khí độc rồi bắt đầu chóng mặt loạn choạng, bị rơi vào ảo ảnh. Gã nhìn thấy xác chết sống lại, bọn họ đang tấn công. Bây giờ gã dường như mất đi nhận thức, xả súng liên tục vào bọn chúng. Nhóm công nhân nhìn thấy hoảng sợ nên tìm cách bỏ chạy. Donny không còn tập trung được nữa, bất giác chĩa súng bắn nhầm đồng đội của mình là Penny. Cuối cùng Mark cũng tới, thấy bên kia đang bị mê sảng nên anh đã bắn một phát vào Donny. Không lâu sau cậu ta cũng hoàn hồn trở lại, nhìn thấy được sự việc đã gây ra, gã hối hận. Rất nhanh sau đó, lượng rết xương sống bò ra càng lúc càng nhiều, bám dưới chân Donny rồi bu bám lấy cậu ta, chất độc tinh hồng lại phát huy tác dụng. Theo đó làm cho cậu ta hóa điên dại, bắn thẳng vào nhóm người. Cùng lúc này, nhóm trần dân đang tìm cách giải mã ổ khóa của cánh cửa nhưng không thành. Ở chỉ tuyến khác, sở chỉ huy trung ương, tháp đèn La, ngài thành chủ đang chờ đợi Mark trở về. Một người khác báo cáo rằng năng lượng của tháp đèn chỉ còn tối đa 10 ngày sử dụng, e rằng không đủ đợi Mark quay về, nhưng thành chủ vẫn đặt niềm tin vào cậu ta và chờ đợi thêm. Sau đó, ông liên lạc với phòng điều khiển để thăm dò tình hình của đội thợ săn hoang mạc, nhưng họ báo cáo lại rằng chưa nhận được tín hiệu gì từ Mark. Quay lại phi thuyền bỏ hoang, đội thợ săn hoang mạc đang tìm lối ra. Cùng lúc đó, các trần dân cũng mở được cửa thoát hiểm, họ vác các thùng vật tư lần lượt chạy thoát. Tuy đã tìm được lối ra vậy nhưng Mark vẫn kiên quyết tiêu diệt quái vật, anh ra lệnh cho đồng đội chạy thoát trước. Còn vệ cực thú nhìn thấy Nhiễm Bằng, nó túm lấy cô định ăn thịt nhưng bị Mark ra tay kịp thời. Mark trèo lên lưng đánh lạc hướng, nó mới chịu buông tha cô gái, một mình Mark vật lộn với con quái thú. Cuối cùng anh cũng đẩy lui được nó, cả hai cùng nhau tranh thủ chạy đi. Thể cực thú cũng đuổi theo từ phía sau, Mark bắn về khóa cánh cửa để nó đóng lại. Hai người thành công chạy ra mà con quái thú cũng không chịu buông tha, nó bắt đầu phá cửa. Ở bối cảnh khác, một người đang làm lễ tế chúa quang ảnh cầu phúc cho đội thợ săn hoang mạc quay trở về an toàn. Xuất hiện những người đứng đầu nơi này, trong đó bao gồm giáo mục, theo sau là hạ hoàng giã. Bọn họ tiến hành làm lễ tế thần. Giáo mục bước xuống bên dưới lần lượt khen thưởng từng người đã hoàn thành nhiệm vụ như thế nào. Bên trên hạ hoàng giã dùng máy giả soát thân phận của từng người ở bên dưới. Ngay lúc đó một người phụ nữ nhảy ra, được biết bà ta là một trần dân, nhóm người trong sảnh bàn tán xôn xao. Thấy vậy, giáo mục ngăn lại để cho bà ta được nói lên ý nguyện của mình. Người đàn bà cầu xin ông giúp một thượng dân, thay cho anh ấy một quả tim bằng chính tim của mình. Bởi vì khi trước, hai người họ từng là vợ chồng. Nghe xong, ông ta không chấp nhận lời thỉnh cầu, người phụ nữ đáng thương quỳ xuống van xin nhưng cũng không làm cho gã động lòng. Không những thế, còn miệt thị bà bởi trái tim của bà là một trần dân, không thể gắn ghép cho một thượng dân được. Người phụ nữ còn không nhận được sự tán thành từ mọi người xung quanh, rồi các lực giáo sĩ kéo rời khỏi đó. Lúc này, tại phòng điều khiển tháp đèn nhận được cuộc gọi từ đội thợ săn hoang mạc. Theo đó, đội trưởng Mark báo cáo nhiệm vụ đã hoàn thành.
Nghe được tin, ai nấy trong phòng đều vui mừng không ngớt. Binh đoàn trở về theo vật tư đang trên đường trở về. Cuối cùng thì họ cũng đã tới, các binh sĩ cho hạ thang nâng xuống, đội thợ săn nhanh chóng vào địa điểm chỉ định, thang nâng cũng được mở ra. Huấn luyện viên thợ săn cũng là thầy của Mark ra chào mừng anh quay trở về, bọn họ cùng nhau lên tháp đèn. Đám trẻ chạy đùa quanh tháp đèn, bọn chúng còn được gọi là công nhân dự bị. Không lâu sau đội thợ săn hoang mạc cũng tiến vào bên trong tháp đèn, mọi người xung quanh vẫy tay chào mừng. Mark ném hộp bánh quy cho đám nhóc trần dân, bọn chúng vui mừng. Tên giám mục đứng từ đâu đó trên cao nhìn xuống, hắn cười nhạo và cho rằng họ quay về được là nhờ ông cầu phúc với chúa Quang Ảnh, cho nên mới có được may mắn sống sót, chứ không phải tài giỏi gì. Sau đó vật tư thu thập được vận chuyển vào kho, lúc này công nhân 4068 ở bên trong cơ giáp lúc nào không hay. Những công nhân khác căn dặn hãy cẩn thận, coi chừng bị phát hiện. Đằng xa Nhiễm mang báo cáo cho Mark hay về tình trạng của Donnie không tốt, điểm cống hiến của gã không đủ điều trị. Thấy vậy, Mark liền lấy điểm của mình nạp thêm cho gã. Vừa nói dứt lời thì nghe được bên kia công nhân 4068 đôi co với thợ săn Jeff. Rất nhanh lực lượng giáo sĩ đứng bên sau lưng 4068, hạ hoang dã cũng xuất hiện. Bọn họ bắt đầu hành hình 4068, cho rằng đã vi phạm điều cấm kỵ, đó chính là trần dân không được đụng đến vũ khí của thượng dân. Từ đầu Mạc Thành ra tay ngăn chặn bênh vực cho 4068, Mark cũng tiến tới ra mặt làm mọi người xung quanh chấn động. Anh không quên gửi tới lời hỏi thăm chúa Quang Ảnh, sau đó thì họa hoàng dã rời đi. Sau đó, Kính Nam ở phòng điều khiển đi tới mời anh và phụ tá Nhiễm Băng cùng tới hội nghị. Cô vô cùng thích thú vì lần đầu tiên cô được tới nơi này. Cuộc hội nghị được mở ra, lần lượt từng người trong từng bộ phận báo cáo tình hình với ngài thành chủ. Gã giáo mục lên báo cáo nhưng cũng không quên mỉa mai đội thợ săn hoang mạc, nhờ công ơn của ông họ mới có thể sống sót. Đến lượt Mark báo cáo, cậu ta nói về tình hình dưới mặt đất. Cậu ta cũng kể lại toàn bộ cuộc chiến đấu với mọi người. Tới đây thì một đoạn hồi tưởng được nhớ lại. Sau khi ra được bên ngoài, thể cực thú cũng phá hủy được cánh cửa và chạy đuổi theo hai người. Mark ra lệnh đồng đội khởi động thế trọng lập tác chiến. Nhiều con quái vật cũng bay ra xếp thành bầy đàn, bọn họ nhanh chóng chạy trốn. Khi đó công nhân 4068 đang chạy, thấy được đồng đội bị tấn công nên gã đành chui vào bên trong cơ giáp để ẩn trốn. Nhiễm Băng leo lên chiếc xe, lấy khẩu súng ngắm bắn những con quái vật. Sau một hồi rượt đuổi, Mark cuối cùng cũng vào được bên trong cơ giáp. Sau đó anh khởi động tiến công, thấy được những con quái thú phát ra ánh sáng. Hóa ra chúng đang chia sẻ tình báo với đồng loại. Thấy vậy, Mark ra lệnh Nhiễm Băng hãy tiết kiệm đạn dược để chuẩn bị chiến đấu đợt sau. Những thợ săn khác cũng vào được cơ giáp, lúc này công nhân 4068 do vào cơ giáp trái phép nên không thể sử dụng nó. Với lại, gã là trần dân, không được đào tạo để trở thành thợ săn nên hoàn toàn không điều khiển được, bất lực khi vào bên trong đó. Thấy không khả quan nên 4068 đành cầm súng ngắm bắn đại nhưng may mắn cứu được đồng đội. Ở khung cảnh khác, xe chở vật tư không thể di chuyển được do mặt đất bị sụp xuống. Mạc Thành ra tay kịp thời đâm chết được một con. Công nhân 4068 mang Donnie chạy tới bên xe. Mạc Thành nhìn thấy gã. Cậu ta thắc mắc, ai đang điều khiển thể trọng lực số 19? Trong lúc thắc mắc thì con quái vật đuổi tới gần sát. 4068 cố gắng đẩy chiếc xe, động cơ xe được khởi động. Một bên cố gắng bỏ chạy, một bên cố gắng đuổi theo. Càng lúc, số lượng phệ cực thú xuất hiện ngày càng nhiều. Tưởng chừng như bọn họ sắp bị ăn thịt tới nơi, nhưng phút cuối cùng, 4068 cũng kịp thời đẩy được chiếc xe. Cậu ta cố gắng bám vào đuôi xe rồi bọn họ cùng nhau tẩu thoát. Tại mặt trận khác, Akira bị bao vây bởi đám phệ cực thú. Mark nhìn thấy lao tới như một vị thần xả súng liên tục. Nghe được thông tin phệ cực thú đang đuổi theo xe chở đội ngũ, nên Mark cùng với các đồng đội khác đã vội vã đuổi theo sau. Sau một hồi bọn họ cũng đuổi kịp, vô số con quái vật lao tới cố gắng tấn công. Nhiễm Băng ném luôn cả chiếc xe của mình vào bọn chúng. Cô leo lên vai Mark, bộ đội bắt đầu kết hợp ăn ý tiêu diệt từng tên một. Xem tới đây thì mình phải thốt lên rằng các cảnh hành động trong phim cực kỳ bắt mắt. Đẩy lùi xong đám phệ cực thú, tưởng như trận chiến đã xong, nhưng bất ngờ mặt đất rung chuyển. Ngay sau đó là sự xuất hiện của một con quái thú siêu to khổng lồ. Thấy vậy, Mark lập tức ra lệnh tất cả đội ngũ nhanh chóng rút lui, đoàn xe lao đi, con quái vật gầm lên một tiếng vang dội, tạo ra sóng âm làm tất cả phải bịt tai lại chống cự. Tưởng như mọi người sắp trở thành món thịt sống thì bất ngờ nó ngưng động thủ. Nhiễm Băng và Mark ngoảnh lại phía sau, phía trên vai nó là bóng dáng của một người phụ nữ. Mark kể câu chuyện đó cho mọi người nghe, anh đã nhìn thấy con người dưới mặt đất. Vậy nhưng không một ai tin cả, thậm chí gã giáo mục còn cười nhạo và cho rằng anh bị ảo giác bởi chiến đấu quá nhiều. Mark yêu cầu thành chủ phái thêm thợ săn hoang mạc đi trả rõ thực hư. Nghe vậy, giáo chủ Charlie lập tức bác bỏ ý kiến. Ngài thành chủ không có ý kiến gì thêm, ông bắt đầu mệt mỏi bởi sự tranh quyền. Ông đề cập một vấn đề, do tình trạng sức khỏe không được tốt nên sẽ giao lại vị trí cai quản tháp đèn lại cho thế hệ sau.
Nghe vậy, Charlie hí hửng, vui mừng tưởng rằng mình sẽ là người kế nhiệm tiếp theo. Nhưng không, lựa chọn của ngài thành chủ lại là Mark. Và 7 ngày sau, sẽ cử hành nghi thức đương nhiệm chức vụ. Nghe xong, gã giáo mục bực tức ra mặt, nhưng cũng phải đành chấp nhận quyết định của thành chủ. Sau đó, ông cho mọi người giải tán, chỉ kêu Mark ở lại. Ông căn dặn anh tiếp nhận nhiệm vụ mới. Mark nghĩ rằng mình không xứng đáng với vị trí sắp được sao, vì đã từng có người kế nhiệm tốt nhất chính là Hồng Khấu, cũng là chị gái của Mark. Nếu 15 năm trước cô không chết thì có thể giờ đây đã là người kế nhiệm. Mark lần nữa nói với thành chủ về việc quay trở lại sinh sống trên mặt đất, nhưng bị khước từ. Ông khuyên cậu nên quên đi chuyện đã nhìn thấy bóng dáng con người ở thế trận lần trước. Sau khi Mark rời đi, một người khác là Victor bước vào. Thành chủ ra lệnh khởi động kế hoạch người bên bờ vực ngăn chặn việc con người sống dưới mặt đất. Tối đó trở về phòng, Mark lấy bức ảnh ra nhìn. Trong ảnh chính là bản thân mình và người chị Hồng Khấu. Nhớ lại trận chiến năm đó, một mình Hồng Khấu chỉ huy đội thợ săn hoang mạc chiến đấu. Trong lúc kháng chiến, cô giải cứu một thần dân bị kẹt trong gầm xe. Tuy cứu được người, nhưng chính bản thân cô lại bị nó tóm được và ăn thịt. Mọi người bên dưới chứng kiến cảnh tượng, họ nghĩ rằng cô đã hy sinh. Nhưng không, Hồng Khấu lần nữa bước ra từ đám cháy, xuất hiện oai hùng. Mọi người vui mừng và đúng lúc này, bạn trai Phá Hiểu chạy tới bên cạnh. Hai người ôm nhau trước sự ngỡ ngàng của cả đội. Kể từ đó, mối quan hệ của họ bị bại lộ. Tại nhà ăn thợ săn hoang mạc, Mark lúc nhỏ đang chơi vật tay với Hồng Khấu. Không lâu sau đó, Sát Thanh Phong Quân dẫn theo người tới mời Hồng Khấu và đội phó Phá Hiểu đi giải quyết. Vì còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên Mark đã ngăn cản lại và bị lực sĩ giáo tấn công. Thế vậy, Phá Hiểu ra tay bảo vệ cậu. Cuối cùng Hồng Khấu cũng đồng ý đi theo bọn họ. Trước khi đi, cô yêu cầu Mark gọi mình là chị. Cô ôm em trai lần cuối rồi đưa cho Mark chiếc hộp bên trong có tấm hình. Biết tin chị mình bị hỏa thiêu nên cậu nhanh chóng chạy tới nơi hành hình. Mark nhìn thấy liền chạy tới nhưng bị ngăn cản. Hai người bọn họ vi phạm luật phép tắc sinh tồn của tháp đèn, tiếp xúc thân mật trai gái trái phép. Vậy nên, sẽ phải tiến hành hình phạt hỏa thiêu để săn đe. Điều này cũng có nghĩa là quy tắc ở tháp đèn không cho bất cứ cặp đôi trai gái nào phát sinh tình cảm nam nữ. Một người khác nhận lệnh trực tiếp từ ngài thành chủ là Victor tiến lại gần. Sau đó, ngỏ ý khuyên hai người nên nhận lỗi nhằm khoan hồng giảm tội. Vậy nhưng cô thải chết để được một lần sống thật sự. Tới đây thì không còn gì nói nữa, hai người ôm hôn nhau nguyện cùng chết. Đột nhiên Mark bừng tỉnh dậy, hóa ra đó chỉ là giấc mộng, rồi anh chuẩn bị bắt đầu ngày mới và làm việc. Mark vào trung tâm huấn luyện quan sát tiến độ, các thợ săn khác đang bận rộn tập luyện cho người mới. Anh đi tới gặp huấn luyện viên Evon, ông ta khiêu khích muốn đấu với Mark một trận. Sau một hồi lâu, Mark cũng đồng ý mặc cho vết thương chỉ mới hồi phục. Nhóm người bên dưới khán đài tới vây xung quanh gieo hò cổ vũ, thậm chí còn cá cược. Vì đây chỉ là trận thi đấu, không phải chiến đấu sinh tử nên Mark không xuất toàn lực. Mà huấn luyện viên thì do tuổi già sức yếu nên dùng chiêu đánh lén hoặc ra đòn tâm lý khiến cho Mark bị đấm sưng mặt. Tới khi anh nhận định được thì ông ta liền không muốn đánh nữa, một chiến thắng không vẻ vang chút nào, rồi sau đó ông lặng lẽ rời đi. Sau đó anh biết được lý do tại sao ông muốn đánh với mình. Hóa ra ông đã ở trong danh sách đi xa nên muốn lên sân lần cuối. Nghe vậy anh liền tới tìm ông. Định chạy tới xin thành chủ quyết định lại nhưng bị huấn luyện viên ngăn cản, đồng thời căn dặn học trò của mình đủ điều trước khi rời đi. Ở phân đoạn khác, Nhiễm Băng cùng một số thợ săn tới thăm Donnie, y tá nói rằng gã ta không thể sống sót được. Nhiễm Băng nghe vậy liền đi kết nạp điểm cống hiến. Bỗng cô nghe được tiếng trẻ em khóc, cô bước vào hành lang sinh nở, nhìn thấy những đứa trẻ nằm trong nôi làm cho cô thích thú. Bỗng dưng từ phòng sinh nở, một sản phụ vừa hoàn thành xong nhiệm vụ. Cô ta lao tới bác sĩ năn nỉ, bác sĩ cho nhìn mặt đứa trẻ một lần. Nhưng vị bác sĩ khước từ, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành. Cô cố gắng kháng cự, bản thân chẳng cần điểm cống hiến, chỉ cần được nhìn mặt con mình là đã mãn nguyện. Khi đó các giáo sĩ xuất hiện, nếu còn cố chấp sẽ rút súng xử lý. Nghe được điều này, phụ sản bưng mặt khóc, y tá tới khuyên hãy quên đứa trẻ đi. Nhiễm Băng chứng kiến được tất cả sự việc, cô vô cùng xót xa cho người mẹ. Ở khu dân cư của Trần Dân, công dân 4079 đang băng bó vết thương cho 4068. Khi này, công nhân 4277 mang theo một bình xăng nhưng bên trong là rượu. Bọn họ uống rượu ăn mừng vì thành tích mà 4068 đạt được trong trận chiến. Thấy vậy, 4068 mang chiếc đồng hồ lấy được từ xác chết tặng cho 4277. Bọn họ đang uống rượu vui vẻ thì nghe được người trong đội mình gặp nạn. Dẹp bàn nhậu qua một bên, cả đám liền chạy đi cứu nguy cho đồng đội. Họ chạy tới khu dự trữ nhiên liệu, thấy hai trần dân, một nam một nữ đang giành thức ăn của thượng dân, nam thanh niên bị đánh liên tục. Sở dĩ đây là lần đầu tiên được thử đồ ăn của thượng dân, nên gã ta đã ăn như một kẻ chết đói, thậm chí bỏ mặc lời nói của tất cả mọi người và dùng mảnh thủy tinh uy hiếp ông đầu bếp. Thấy vậy,
4277 ngăn cản lại nhưng bị đối phương đẩy ra. Không lâu sau, quân thành phòng cũng tới, bắt túm lấy nam thanh niên nhưng không được và bị phản đòn uy hiếp luôn. Rất nhanh sau đó, Hà Quang Giả xuất hiện, cô ra lệnh không cho ai rời đi, hành hình hai Trần Dần vi phạm điều lệnh. Lúc này, mọi người xung quanh khuyên ngăn nhưng cậu ta vẫn luôn ngoan cố. Cậu nói rằng bản thân mình mong muốn được sống như một con người. Tới đây thì hành động đã vượt tuyến nên Hà Quang Giả liền hạ lệnh tóm lấy. Bên kia nghe vậy liền xả súng liên tục phản công. Nhưng không may, viên đạn bị lạc, vô tình bắn chết người phụ nữ bên cạnh. Cậu ta hoảng hốt và chưa kịp phản công đã bị hạ bệ, bị một cái tát rụng hết răng. Thấy vậy, 4277 đứng ra cầu xin, 4068 cũng chạy tới nhưng bị bóp cổ cầm lủng lẳng. Gã giám mục Charlie đi ngang qua nhìn thấy, ra lệnh mang tới sở chính tiếp nhận lễ rửa tội. Hết tập 4. Mở đầu tập 5, giám mục tới gặp thành chủ, yêu cầu hắn đàn cho ông nghe bản nhạc mà mẹ hắn ưa thích. Hóa ra hắn ta chính là con trai của ông. Thành chủ giải thích vì sao không giao sự kế nhiệm, nhưng cái hắn cần không phải là sự đương nhiệm thành chủ mà là mong muốn ông thừa nhận mình là con trai. Hắn ta không hiểu tại sao ông lại xóa bỏ mối quan hệ máu mủ của mình. Hắn vừa nói vừa tức giận bật khóc. Thành chủ gợi ý rằng sau khi ông giao thắp đèn cho Mark, hãy đến bầu bạn với ông. Nghe vậy hắn đồng ý, sau đó rời đi. Buổi sáng tại khu vực sân lên xuống thắp đèn tiến hành buổi lễ tạm biệt những người nằm trong danh sách đi xa. Mọi người trong thắp đèn lần lượt cúi chào tạm biệt. Trong đó có huấn luyện viên Evon. Thành chủ bước tới cảm ơn nhóm người đã cống hiến cho thắp đèn. Ông tuyên dương từng người một. Huấn luyện viên từ biệt Mark, anh tới khoác áo choàng cho ông. Trước khi đi, Evon đề cập tới việc sống dưới mặt đất với Mark và nói rằng hãy tìm thêm tư liệu về nó ở tư liệu trung tâm. Ở hành lang thắp đèn, kính nam nói với giáo mục sẽ giao sức khỏe của thành chủ cho anh. Lúc cô nhắc lại chuyện cũ, giáo mục nổi giận tấn công áp sát cô vào tường. Mark tới kịp lúc ngăn cản lại, rồi nhờ kính nam giúp đỡ tìm cách vào phòng lưu trữ tư liệu. Mark và Nhiễm Băng đột nhập vào phòng tư liệu trung tâm. Hai người họ thắc mắc tại sao thành chủ lại muốn Mark quên đi chuyện từng gặp con người ở dưới mặt đất. Trong lúc tìm kiếm, anh thấy được một quyển tư liệu. Nội dung bên trong tư liệu chứa khá nhiều hình ảnh liên quan tới các cuộc chiến đấu những năm về trước. Nhiễm Băng bắt đầu bất mãn với nội dung. Mark cho cô xem thêm về lịch sử hình thành tháp đèn. Hóa ra tháp đèn trước đây lại chính là nhà tù trên không của cựu thế giới. Những người sống sót cuối cùng trong tận thế năm đó không ngờ là đám tù nhân. Bọn họ cũng chính là người khai sáng nơi này. Ngụ ý tháp đèn là ngôi nhà cuối cùng của con người. Sau đó, Mark lướt qua trang tiếp theo, họ nhìn thấy một hình ảnh thể trọng lập và một cô gái tóc bạc. Vóc dáng của cô gái trong ảnh làm cho cậu nhớ lại hình ảnh của người đã gặp dưới mặt đất. Cậu lướt để xem thêm thì thông tin dữ liệu bị tắt. Cùng lúc đó, người canh giữ trung tâm bước vào kiểm tra. Mark cùng với Nhiễm Băng trốn vào vách ngăn cách gần đó. Người canh giữ điều khiển các kệ khiến cho hai người càng lúc càng xích lại gần nhau và thân mật hơn. Nhiễm Băng nói với Mark rằng hãy đi tìm người sống ở khoảng thời gian đó để tìm thêm thông tin về cô gái tóc bạc, rồi gợi ý cho cậu tìm Trần Dân nhất trong tháp đèn đó là 0609. Qua ngày hôm sau, Mark cải trang đi tới lồng bồ câu tìm Trần Dân 6069 thì bị nhóm người nơi đó phát hiện. Họ bao vây lấy anh như người nổi tiếng. 6069 đang xem hàng cấm cùng với nhóm Trần Dân khác thì Mark đột nhập vào. Ông ta sợ hãi khi lần đầu tiên đối mặt với anh. Anh hỏi ông về câu chuyện nhiều năm về trước. 6069 không chịu khai liền. Ông ta đòi điểm cống hiến, thấy vậy Mark liền lấy ra điếu thuốc để dụ hoặc. Cuối cùng, ông ta cũng đồng ý kể lại. Ông nói, năm thắp đèn thứ 12, vốn dĩ thắp đèn không bị xâm lược như lời đồn, rất thái bình. Nhớ lại có lần ông đi làm nhiệm vụ dưới đất cùng với thành chủ, không may bị nhóm thể cực thú bao vây, trận chiến đó rất thảm, coi như tất cả mọi người sẽ bị quái thú đoạt hồn. Không biết từ đâu, một bộ giáp thần bí xuất hiện cứu thành chủ. Bộ giáp đó còn lợi hại hơn cờ giáp đen của anh. Trên tay cầm thanh kiếm múa vài đường, liền hạ sát cả đàn vệ cực thú. Rồi một cô gái tóc bạc tuổi từ 17-18 từ trong bộ giáp đi ra. Vì cảm ơn công cứu mạng nên thành chủ đã mời cô ta về tháp đèn, nhưng không được bao lâu thì cô gái cùng với bộ giáp biến mất. Ở nơi khác, khu thượng dẫn tháp đèn, do Penny đã hy sinh trong thế chiến nên Nhiễm Băng cho người dọn dẹp phòng của cô, rồi xóa luôn dữ liệu thông tin của Penny. Trong lúc nhân viên mang vật dụng thì vô tình làm rơi quyển nhật ký, Nhiễm Băng nhặt nó lên, sau đó cô đọc lại nội dung bên trong. Hóa ra là Penny đã yêu đơn phương Donnie từ rất lâu. Có lần Penny nhặt được một quyển sách về tình yêu được mang về từ mặt đất. Đọc sách cảm thấy ghen tị với cuộc sống của cựu thế giới. Cô ấy phải sống trong sự đau khổ vì không có được tình yêu. Tại sao cựu thế giới có thể vì tình yêu mà xây dựng gia đình, còn thắp đèn thì không được? Đọc tới đây, Nhiễm Băng bật khóc xót thương cho người đồng đội. Đột nhiên bộ đàm hiện thông báo,
vì bất ngờ nên không may làm rơi quyển nhật ký xuống dưới. Cuộc gọi từ sở tiếp nhận tổn thất sau cuộc chiến, bọn họ yêu cầu Nhiễm Băng đến đại sảnh Hoàng Kim vào lúc 9 giờ tối nay để thực hiện nhiệm vụ sinh sản thay cho Penny. Nhiễm Băng nghe xong bất lực ngồi tựa vào bức tường, một lúc lâu sau cô mới hoàn hồn xác nhận nhiệm vụ. Tại sở tiếp nhận rửa tội, 4068 đang bị tra tấn bằng ánh sáng tinh hóa chiếu trực tiếp vào cơ thể. Điều này làm cho gã ta đau đớn kêu gào lên. Không lâu sau, giáo mục xuất hiện yêu cầu dừng hình phạt. Gã muốn dùng lời lẽ của mình lôi kéo 4068. Ở sở nghiên cứu sinh thái, chủ quản y tế và sinh thái Carrie đang làm việc. Bà ta đang phân tích thành phần mẫu chất trong tinh hồng. Sau đó, Victor mang tới nhiệm vụ mới, đó là một thi thể đã chết chứa trong một chiếc gương, yêu cầu bà khởi động lại kế hoạch Lâm Uyên giả. Nhưng với lần thí nghiệm này, không cho phép thí nghiệm trên cơ thể con người nữa. Nghe vậy, Carrie không chấp nhận, rồi Victor rời đi. Ngay sau đó, Hà Quang giả mang tới cho thi thể khác. Sau khi đã giải thoát cho 4068, giáo mục Charlie mời gã ta dùng bữa, đãi bằng những món ngon của thương dân. Charlie muốn biến gã trở thành thuộc hạ của mình. Cùng lúc ở hành lang thắp đèn, đám nhóc trường dân đang cố lèn vào. Nhiễm Băng nhìn thấy bọn nhóc. Trong đám có một cô bé biệt hiệu là 9033 bị mắc bệnh không còn sống được bao lâu nữa. Trước khi chết, 9033 ước được một lần tham quan thắp đèn. Nghe vậy, Nhiễm Băng cảm động, quyết định giúp đỡ cô bé thực hiện ý nguyện. Cô mang theo nó cùng bay lượn. Đứa bé tỏ ra thích thú với cảnh vật, nhưng không may, gió bỗng thổi mạnh làm cho cô bị mất cân bằng, không thể điều khiển được tàu lượn nữa và bị va vào đỉnh tháp. Mark nghe được tiếng động va chạm liền nhanh chóng chạy tới cứu trợ. Hai người lăn lộn nhiều vòng trên không trung. Nhiễm Băng ném cô bé về phía Mark. Mark kịp lúc đưa tay ra đón. Chỉ là bản thân cô không thể thoát được do bị mắc kẹt ở chân và thân thể cùng với chiếc tàu lượn cứ như vậy rơi xuống. Thay thế, Mark cũng nhảy theo, cả người rơi tự do và kịp thời ôm được Nhiễm Băng. Sau đó bằng một cách thần kỳ lại với được chiếc tàu lượn. Cuối cùng thì cả hai hạ cánh an toàn. Sau đó hai người đáp xuống nông trường trên không. Lúc này Nhiễm Băng thổ lộ tình cảm của mình với Mark nhưng bị từ chối. Anh không thể làm trái điều lệnh của tháp đèn. Nhiễm Băng nói thêm, tối nay cô sẽ tới đại sảnh Hoàng Kim để làm nhiệm vụ sinh sản. Mark cắn răng đáp lại rằng cô hãy hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hai người cứ như vậy quay mặt mà rời đi. Ở một phân cảnh khác, bầu trời bắt đầu đổ mưa. Đội thợ săn đang chuẩn bị xe và vũ khí để xuống mặt đất. Nhiệm vụ lần này của bọn họ là lấy thuốc về chữa bệnh cho thành chủ. Lúc này, phòng điều khiển cũng hoạt động. Mark liên hệ với bọn họ, hãy giao bản đồ cho đội thợ săn hoang mạc và không cần làm gì cả. Việc còn lại hãy để cho thợ săn hoang mạc lo liệu. Tại bãi lên xuống của tháp đèn, các xe chỉ huy vào vị trí chuẩn bị hành động. Nghe hiệu lệnh, tất cả bắt đầu xuất phát, lao ra ngoài tháp đèn để xuống mặt đất. Trong đợt hành động lần này không có sự tham gia của Nhiễm Băng, đột nhiên tốc độ hạ cánh quá nhanh làm cho đội thợ săn bắt đầu bị xê dịch. Xe chỉ huy của Tuyết Phong bị sét đánh trúng và mất cân bằng. Tuyết Phong cố gắng vừa lấy công tắc của thiết bị đẩy, chỉ còn vài trăm mét nữa là tiếp đất. Gã cuối cùng cũng thành công gạt công tắc. Chiếc xe lấy lại được thế cân bằng. Nhờ có động cơ đẩy nên cả đoàn hạ cánh an toàn, thậm chí còn thiêu chết khá nhiều quái vật. Sau khi tiếp đất thì tín hiệu truyền về tháp đèn cũng bị ngắt liên lạc. Nơi khác, giáo mục Charlie tự tin cho rằng Mark sẽ không thể quay về. Hắn cũng đã an bài kế hoạch của mình. Kế hoạch là gì thì tạm thời chưa được biết. Trở lại với nhóm thợ săn hoang mạc, Mark thông báo thông tin cho phòng điều khiển tháp đèn rằng cả nhóm đã thành công đổ bộ. Trong lúc di chuyển, Mark nói rằng mình muốn cùng Nhiễm Băng sẽ rời khỏi tháp đèn. Nhưng đồng đội lại cổ vũ anh, hãy cố gắng chiến đấu đợt này. Kể cả khi có rời khỏi đi nữa thì giám mục Charlie chưa chắc đã tha cho hai người. Bây giờ muốn sống, anh chỉ còn cách trở thành thành chủ. Tất cả những chuyện khác, đồng đội của anh đã lo liệu. Được đồng đội ủng hộ, Mark lần nữa lấy lại được sức mạnh. Nhưng vừa mới nói xong, đoàn xe liền bị tấn công. Một đám xa cầu đuổi theo, các thành viên trên xe cố gắng dùng súng hạng nặng tấn công, thậm chí mở thêm hầm xe phía sau, chỉ là số lượng quá đông, một vài thành viên trong đội thợ săn không may bị thiệt mạng. Tại khu dân cư Trần Dân, đứa trẻ 9033 sắp chết, những người trong tập thể vô cùng đau buồn, vì là một Trần Dân nên không thể làm gì được. Đột nhiên, 0609 nảy ra một ý kiến đưa cô bé tới khu y tế Thượng Dân. Phim quay lại với đoàn xe thợ săn hoang mạc, đám xa cầu vẫn đuổi theo không bỏ. Thấy vậy, Mạc Thành liền ném xuống vài quả bom, thành công cho nổ tòa nhà chặn lối đi. Vậy nhưng hành động này cũng trực tiếp khiến cậu ta bị hai con khác lao tới. May mắn là kịp phản ứng, cộng thêm chưa tới số nên vẫn còn sống. Đúng lúc đang vui mừng vì cắt đuôi được đám xa cầu thì Mạc Thành bất ngờ bị tấn công từ xa khiến tàu lượn bị hỏng. Rất may là người còn lại kịp bay tới cứu.
phía xa xa xuất hiện thêm một chủng loại quái thú khác là địa hống. Chúng bắn những chất độc tinh hồng tấn công đoàn xe. Mark phải tất cả đồng đội vào bên trong. Mark Thành cùng cô đồng nghiệp bị tấn công nên phải bỏ đi trước tàu lượn, nhảy xuống nóc xe chỉ huy. Mark quan sát thấy nên liền mở máy xe bật lại quái vật, cuối cùng thì hai người họ cũng vào được bên trong. Nhận ra kẻ địch lần này khó khăn hơn nên anh liền hạ lệnh triển khai thể trọng lập tấn công. Tại tháp đèn, Trần Dân 0609 kêu gọi mọi người kéo tới khu y tế của Thượng Dân, ý nguyện họ muốn chữa bệnh cho cô bé. Bọn họ nghĩ Mark sẽ có cách giúp đứa trẻ và đặt niềm tin mong mỏi vào cậu. Mặc cho những giáo sĩ ngăn cản, họ đánh trả lại và nhất quyết phải tìm cách cứu được con bé. Quay trở lại với trận chiến, đoàn xe lao nhanh đi trong cơn mưa gió, tuy nhiên thì phía trước mặt lại là một cây cầu bị đứt. Tới đây thì Mark quyết định làm liều, anh cho đoàn xe mở hết tốc lực vượt qua. Đoàn xe cứ như vậy lao vút đi, cộng thêm hệ thống phản lực bên dưới nên thành công vượt qua cây cầu. Thậm chí còn quay lại phản công bằng một phát đạn và xe chở xăng dầu gần đó, khiến cơ sở con địa hống thiệt mạng. Tại khu y tế Thượng Dân, bác sĩ nhận được một cuộc điện thoại hỏi về thông tin Mark yêu cầu cấy ghép tim cho một Thượng Dân. Cô bác sĩ nói rằng mình sẽ đứng ra chịu mọi sự trừng phạt. Sau đó, nhóm Trần Dân cũng chạy tới, 0609 cầu mong bác sĩ cứu đứa trẻ, nhưng tên bác sĩ liền quay mặt đi, hơn nữa còn buông lời miệt thị. Rồi đám giáo sĩ cũng đi tới ngăn cản, đôi bên đôi co qua lại và trong lúc không cẩn thận, một gã trong số đó đã nổ súng bắn vào 0609. Ông ta ôm vết thương chạy tới trước mặt cô y tá. Hóa ra người y tá này lại chính là con gái của ông, cuối cùng thì cô cũng đồng ý giúp đỡ. Cùng lúc này, đội thợ săn cũng đi tới điểm thu gom mục tiêu, bọn họ có thời gian hành động không quá 25 phút trước khi đám vệ cực thú tiếp cận. Từng người bước xuống xe rồi bắt đầu lắp đặt thiết bị trượt xuống, những người khác thì chuẩn bị vũ khí. Một vài người trong đó mặc lên bộ cơ giáp chiến đấu, Mark Thành trượt xuống đầu tiên để thăm dò tình hình. Phía đằng xa có thứ gì đó giống như hoa phát sáng, rồi lại bất ngờ tắt đi như chưa có gì xảy ra. Nhận ra mọi thứ an toàn, chỉ số không khí bình thường, không có dấu hiệu của sự sống nên Mark Thành thông báo cho Mark. Sau đó những người khác cũng trượt xuống. Mark chia thợ săn ra nhiều nhóm để đi tìm kiếm thuốc. Đội 1 đi về phía đông tìm điểm rút lui, chuẩn bị tiếp ứng. Đội 2 sẽ cảnh giới nghiêm ngặt ở đại sảnh. Những đội khác phân chia tìm kiếm, trong vòng 20 phút phải tìm được thuốc rồi quay lại. Nghe lệnh, cả đám bắt đầu giải tán hành động ngay. Đội thợ săn hoang mạc đi lên tầng trên, lần lượt vào các phòng tìm kiếm, nhưng không có phát hiện gì. Tất cả xung quanh chỉ là đống đổ nát. Chỉ có Trần Dân 4068 để ý thấy có một thiết bị phát sáng, nên quyết định ở lại khám phá nó. Ở một đội khác, phát hiện một chiếc hộp lục giác, bên trong là một quả tim còn đang đập thình thịch. Bỗng nhiên có một con gì đó lao tới đoạt lấy trái tim. Bọn họ nghĩ đó là phệ cực thú nên xả đạn liên tục, nhưng hóa ra đó chỉ là một con chuột nên đã buông tham. Một đội khác do Thế Giả Lập số 5 chỉ huy tìm kiếm ở một căn phòng. Bọn họ vô tình kích hoạt máy chiếu 4D, cô gái đứng giới thiệu về sản phẩm của công ty. Các thành viên né lại nơi đó nghe quảng cáo, bọn họ có vẻ rất thích với điều này và rất canh tị với cuộc sống của cựu thế giới. Một đội nữa do Thể Giả Lập số 7 và số 9 chỉ huy vô tình phát hiện ra vô số vật chứa các thi thể sống. Các cơ thể đó còn được niêm yết giá ngoài bao bì. Một lúc sau, họ mới để ý ra một điều là những thi thể này có hình hài của Mark lúc còn nhỏ. Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra? Hiện tại thì chúng ta vẫn chưa được biết. Tại tháp đèn, bên trong văn phòng của Victor, Kính Nam tìm tới báo cáo tình hình náo loạn của khu y tế Thượng Dân. Được biết, nhóm người có nói là Mark bảo họ làm như vậy. Victor nói với Kinh Nam rằng hãy tin tưởng Mark sẽ trở về. Nếu như quang ảnh hội của Charlie vẫn gây bất lợi cho anh ta, vậy thì hãy để thành chủ quyết định. Tại căn phòng y tế, Trần Dân 4068 đi cùng với Mark vẫn đang mày mò với thiết bị điều khiển robot y tế. Một lúc sau, người máy đột nhiên hoạt động. Con robot lần lượt quét khám sức khỏe tự động cho từng người một. Bọn họ bắt đầu ngạc nhiên bởi món đồ ở cựu thế giới. Mark hỏi nó về nơi cất giữ thuốc ở đâu. Con robot chỉ dẫn nhiệt tình. Nó dẫn nhóm người đi tới kho thuốc ngầm, coi như lần này 4068 lập công lớn. Cuối cùng thì cũng tìm được nơi dự trữ thuốc, Mark cho các nhóm còn lại quay về lầu một chờ đợi. Đội của anh sẽ tiến vào kho ngầm. Mark Thành thấy được đồng hồ chỉ báo không khí nơi đây bất thường nên thông báo cho mọi người trang bị mặt nạ phòng hộ. Bọn họ tiến vào sâu căn phòng, lúc này Mark nhận thấy điều gì đó kỳ lạ ở phía trước. Vậy nên, anh đã ra lệnh bắn đạn phát sáng về hướng đó, khung cảnh trước mặt hiện lên rõ ràng. Phía xa xa là rất nhiều trứng của phệ cực thú. Nơi khác, các đội nghe lệnh của Mark lần lượt quay trở về tầng 1. Nhưng khi trở về, bọn họ không nhìn thấy nhóm canh giữ tầng 1 ở đâu.
tất cả chỉ sót lại vũ khí, như thể vừa bị tấn công. Cả đội dùng thiết bị tìm kiếm tín hiệu thì nhận được sự cầu cứu. Sau khi kiểm tra, họ phát hiện một khối giống như tảng đá đứng tại ngay sảnh. Một thợ săn tiến tới kiểm tra. Tới đây thì anh ta nhận ra những người mất tích đang ở bên trong vách đá. Chỉ là khi vừa nhận ra thì bất ngờ bị tấn công. Rất nhiều cánh tay từ bên trong thò ra định kéo lấy anh chàng nhưng không được. Thấy vậy, chỉ huy đội liền thông báo tình hình cho Mark. Tiếng cầu cứu tiếp tục vang lên, thợ săn dép nhận ra giọng nói của đồng đội nên đi tới gần cố gắng mở nó ra nhưng không thể, bởi vì sau khi tiến lại gần thì nó lại hóa thành đá cứng cỏi. Rồi sau đó bùng lên một chất độc, ngay lập tức đội thợ săn hoang mạc trang bị mặt nạ phòng hộ. Không lâu sau, chất độc tỏa ra, xung quanh lúc này chuyển sang màu xanh, các cánh hoa bắt đầu nở rộ. Mặt đất thì rung chuyển, rất nhanh sau đó, một con quái vật khổng lồ lao lên từ dưới mặt đất. Trận chiến với phe cực thú bắt đầu, nó xuất hiện to lớn với chiếc đuôi phình to, bên trong chứa những người bị nó nuốt chửng. Đội thợ săn hoang mạc nổ súng tấn công liên tục, nhưng có vẻ không khả quan, không thể gây sát thương được cho nó. Không lâu sau, các con phệ cực thú nhỏ xuất hiện, bọn chúng bắn ra rất nhiều gai xương tấn công nhóm thợ săn. Lúc này, Jeff liên lạc với Mark thì bị mất tín hiệu. Jeff leo lên con thú, cố gắng làm một đường dao vào thân thể nó nhằm cứu những người bên trong. Theo đó, nhìn thấy những người bên trong đang bị hấp thu sinh mệnh lực. Lúc này một vài con nhỏ lao tới tấn công, Jeff cũng bị nó bắn tới một gai nhọn, may mắn Phi Tuyết ở trên lầu nổ súng giải cứu. Sau đó cô xả súng liên tục yểm trợ đội thợ săn rút lui, con quái thú khổng lồ nhả ra một hòn đá, thực chất hòn đá này chính là vô số thi thể đã bị hấp thu sinh mệnh mà chết. Nhìn thấy hình ảnh của đồng đội mình ở bên trong đó, mọi người đều không kìm được cảm xúc. Nơi khác, đội của Mark đang đi tìm thuốc trong kho hầm, anh nhận được thông tin liên lạc từ Jeff yêu cầu chi viện nên vội vàng giao nhiệm vụ lấy thuốc cho Mark Thành rồi lập tức quay về giải cứu đồng đội. Ở lầu 1, đội thợ săn cố gắng cầm cự, dùng hỏa lực áp chế, vừa đánh vừa lui, mặc dù bị bắn vào người vài nghìn viên đạn nhưng con quái thú vẫn không có dấu hiệu suy giảm, thậm chí nó còn tóm được một bộ giáp và xé nát nó. Trong lúc chạy trốn, thợ săn Lita không cẩn thận bị trượt chân ngã, tưởng chừng sẽ bị quái thú ăn thịt, nhưng đúng lúc này, một thanh kiếm bay tới, người bay tới đó chính là Mark. Anh không những giải cứu được Lita mà còn khiến nó bị thương. Sau đó, dưới sự chỉ huy của đội trưởng, mọi người lập thành hàng rào tấn công và thành công đánh bại được thẻ cực thú. Phía Mạc Thành cuối cùng cũng đã tìm được thuốc, nhưng trong lúc định mang nó ra ngoài thì đột nhiên một cô gái trong đội bỗng dưng bị nhiễm độc. Hóa ra cô đã bị một loại sinh vật khác là túc nhưỡng chui vào bên trong cơ thể lúc nào không hay. Từ trong miệng xuất hiện ra những con túc nhưỡng bỏ ra, sau đó thì bị kéo đi mất. Thế vậy, Mạc Thành ra lệnh cho đội tìm lối thoát ra bên ngoài. Các túc nhưỡng tựa như nham thạch đuổi theo bọn họ từ phía sau. Một vài người không may mắn, không chạy kịp nên bị nó cuốn luôn. Hóa ra đám này hoạt động bằng protein trong máu của chân dân 4068. Trong lúc hắn ta làm nhiệm vụ vô tình va phải vật sắc nhọn làm chảy máu, không may nó rơi xuống sàn nên mới khiến cho tức những hoạt động. Thậm chí nó còn điều khiển đám người máy tấn công đội thợ săn của Mạc Thành. Cuối cùng, cả nhóm cũng đến được cánh cửa thoát hiểm, chỉ duy nhất còn 4068 là bị sót lại phía sau. Do cần bảo tồn thuốc nên buộc lòng Mạc Thành phải đóng cửa, bỏ lại 4068 ở bên trong. Vậy nhưng có vẻ mạng sống của 4068 chưa tận nên cậu ta đã chạy thoát khỏi đám robot. Ở tầng 1, cả nhóm thành công tiêu diệt hết đám quái vật nhưng đột nhiên xuất hiện loại phản ứng năng lượng cao. Mục tiêu mà nó hướng tới đó là Mark. Vì cứu anh nên một đồng đội khác đã lao tới, hành động này trực tiếp khiến anh ta bị trúng chiêu và ngã xuống. Trước khi chết, gã hy vọng Mark sẽ trở thành thành chủ. Rất nhanh sau đó, đám phệ cực thú lần nữa hồi sinh. Bọn chúng đồng loạt phát ra sóng âm khống chế, sau đó hút lấy sinh mệnh của mọi người. Lúc này, chỉ có Phi Tuyết là ở phía xa nên cô ít bị ảnh hưởng. Cô cố gắng vươn súng bắn chết con nhỏ đang hút sinh mệnh. Thấy vậy, Tuyết Phong cố gắng tiếp cận, dùng gai của chính nó đâm nó chết. Tuy nhiên thì hành động này cũng khiến cho cậu ta bị một con lớn tát cho một cái nát người. Tới đây thì Mark kêu mọi người rút lui, anh không thể chứng kiến mọi người hy sinh thêm nữa. Anh muốn một mình ở lại tính sổ với nó. Sau khi chiến đấu với con quái thú vài tỷ hiệp thì Mark cũng bị nó đánh bay lên trời. Ở phía trên, anh vô tình nhìn thấy nhóm người của cô gái bí ẩn xuất hiện ở đầu phim. Lúc này còn đang bỡ ngỡ chưa hiểu chuyện gì thì cơ giáp hết nhiên liệu, anh rơi xuống và bị nó há mồm nuốt lấy. Tại bên trong miệng, anh cố gắng dùng súng hạng nặng bắn nổ con quái thú. Sau đó thì cả hai cùng ôm nhau rơi xuống bên dưới, Mark thành công cân tem. Sau khi thoát khỏi nhà kho tức nhưỡng, trần dân 4068 rơi vào một cái hố toàn xác người chết. Gã hoảng sợ tột độ vì trong số những xác chết đó có cả đồng đội mình. Nghe thấy tiếng bộ đàm phát ra, gã đi về phía nó nhìn thấy đội trưởng Mark đang bị quái vật bóp chặt. 4068 cố gắng lao lên, tưởng tới đây thì Mark sẽ được cứu. Nhưng không phải như vậy, gã dùng gai xương của quái thú cắt cổ Mark trước sự ngỡ ngàng của anh.
Hóa ra trước đó, hắn ta đã bị giáo mục mua chuộc. Xong việc gã hốt hoảng bỏ trốn, lúc này một con rết xương sống bò tới gần Mark. Rất nhanh sau đó, đồng đội cũng quay trở lại giải cứu. Ở nhà, Nhiễm Băng vẫn chưa biết tin tức gì, cô vẫn đang đợi Mark trở về. Đồng đội đang tìm cách đưa anh lên. Đúng lúc đó con quái vật tỉnh lại, mọi người lần nữa rơi vào trạng thái gọng kìm. Cùng lúc này, cô gái tóc bạc đứng ở phía trên ra lệnh cho đồng đội chuẩn bị tác chiến. Họ bắn một nguồn năng lượng trên trời dụ dỗ đám quái thú rời đi chỗ khác. Nhờ chuyện này mà nhóm tận săn hoang mạc đã sống sót. Trên đường trở về, họ liên lạc với tháp đèn cho đội y tế tới sân lên xuống, đợi lệnh nhưng không thể kết nối được với tháp đèn. Thấy tình hình không khả quan, Mạc Thành cùng với đồng đội sơ cứu vết thương cho Mark, đặt ống thở để cứu đội trưởng. Ở trong xe vận chuyển, 4068 nhớ lại lần gặp giáo mục. Chính hắn ta đã ép buộc sát hại Mark, hắn sẽ cho 4068 một thân phận thượng dân. Ban đầu 4068 không đồng ý, nhưng tên giáo mục vốn lươn lẹo, gã lấy 4277 uy hiếp. Cuối cùng thì 4068 cũng quyết định làm theo ý hắn. Ở tháp đèn, Nhiễm Băng đang nhận được thông báo tình hình của Mark liền vội vàng chạy tới. Tất cả mọi người đang vây quanh Mark, họ đang cố gắng mở cửa giáp để đưa anh ra ngoài. Không lâu sau, người của Bộ Y tế cũng tới, lúc đầu bọn họ còn kiểm tra điểm cống hiến của anh có đủ không. Nghe vậy, Mạc Thành nổ súng uy hiếp, mọi người đồng loạt quyên góp điểm cống hiến của mình để cứu đội trưởng. Trong lúc di chuyển, các bác sĩ không cẩn thận trượt chân té, thi thể của Mark ngã xuống, tới đây thì mọi người được một phen hốt hoảng. Lý do bởi vì trên lưng Mark đang bị một con rết xương sống ký sinh. Cùng lúc này, tiến sĩ Kari đi tới, bà cho người thu hồi các mẫu lấy từ dưới đất lên. Thế vậy, Mạc Thành liền chĩa súng uy hiếp, cho rằng Kari sẽ dùng thi thể của Mark để thí nghiệm. Sau khi đội thợ săn hoang mạc mang thuốc trở về, thành chủ cũng đã khỏe và tỉnh dậy. Biết được Mark đã cứu mình nên ông hỏi thăm tình hình của anh, có lẽ như anh bị thương rất nghiêm trọng, phần trăm sống sót là rất ít ỏi. Cơ thể hầu như đã vỡ vụn hoàn toàn, nhưng có một điều kỳ lạ rằng tại sao Mark bị rết xương sống ký sinh mà vẫn có thể còn sống. Tiến sĩ Curry phân tích và nhận ra rằng tế bào của Mark đang nuốt chửng tế bào của rết xương sống, hai hệ thần kinh đang hòa quyện vào nhau. Có thể chính vì điều này đã làm cho anh ta duy trì được sự sống. Không quá 20 phút nữa, rết xương sống thoát khỏi tế bào của vật chủ. Nếu nó thoát ra, vậy thì anh sẽ toang. Có lẽ điều tiến sĩ nói hơi vô lý nên ngay cả Victor cũng không tin, chỉ mỗi Nhiễm Băng là hiểu ra vấn đề ở đây chính là cấy ghép rết xương sống để làm cuộc sống cho Mark. Giáo mục Charlie cũng có mặt tại đó, hắn ta ngăn cản việc cứu chữa. Hắn cho rằng việc anh làm chỉ vì muốn bảo vệ Nhiễm Băng. Rồi Victor báo cho quân thể phòng lập tức tới phòng sinh thái định dọn dẹp hiện trường. Vậy nhưng ngài thành chủ bất ngờ xuất hiện ngăn cản, ông nói rằng Mark không thể chết, chẳng lẽ tháp đèn lại không thể chống lại được một ký sinh hay sao? Ông còn nói thêm, có lẽ Mark nói đúng, tháp đèn có lẽ đã đủ khả năng, năng lực xuống đất khiêu chiến rồi, nhưng ông lại không chắc chắn. Dù chỉ có một tia hy vọng, chúng ta cũng không nên từ bỏ. Ông yêu cầu mọi người hãy giải cứu cho Mark. Bọn họ bắt đầu phẫu thuật cho Mark, mọi người bên ngoài phòng mổ vẫn đang dõi theo. Dưới sự điều phối của tiến sĩ, bài treo rết xương sống lên, lần lượt lấy từng mảnh xương sống của Mark bị phân hủy ra bên ngoài. Lúc đó chỉ số căng thẳng của rết tăng giảm đột biến bất thường. Một lúc sau, tiến sĩ bị tấn công đột ngột. Thế vậy, nhóm binh sĩ định xả súng giết chết rết xương sống, nhưng bà quyết định liều mạng để bảo vệ nó. Nơi khác, chân dân 4068 đang rửa đi vết máu bám trên tay, gã vừa hốt hoảng vừa nhớ lại khoảnh khắc đã từng được Mark cứu như thế nào. Nỗi ám ảnh đấy vẫn hiện lên trong đầu từng giây từng phút một. Rồi có hai tên giáo sĩ đi tới hạ gục hắn, như thể thủ tiêu nhân chứng. Tại phòng sinh thái, tiến sĩ đang nghĩ cách kích thích đầu mút của rết. Bà ta quyết định dùng dòng điện để khống chế nó. Những người bên ngoài quan sát vô cùng lo lắng, theo dõi từng hành vi bên dưới. Tên giáo mục tỏ vẻ khinh thường và lên mặt rằng Mark sẽ không sống lại được đâu. Bọn họ bắt đầu kích điện cho con rết. Nó khóc nấc lên vì bị tra tấn. Không lâu sau thì cơ thể bắt đầu cử động. Anh cũng rên rỉ vì đau đớn. Rồi nhịp tim của Mark và con rết đột ngột tăng lên. Mọi người xung quanh lo lắng nên khuyên Kari hãy giảm kích điện xuống. Nhưng bà ta vẫn kiên quyết duy trì tới cùng. Lúc này dòng điện cao khiến cho các bộ máy muốn nổ tung, các sợi dây điện cũng đứt lìa. Đợi thêm một chút, đầu mút của con rết cũng đứt theo, thân thể của nó từ từ áp vào cơ thể của Mark. Cuối cùng thì mọi thứ cũng đã xong, Mark cũng đã được cứu. Có lẽ đây chính là một phát minh mới của phòng sinh thái. Chân dân 4068 bị hào quang giả bắt giữ tới một căn phòng, tưởng mình sẽ bị tiêu diệt, nhưng không, tên giáo mục giữ lời hứa. Hắn ta sửa đổi thẻ của gã thành thượng dân ngay sau khi làm xong nhiệm vụ. Thẻ vẫn giữ nguyên mã 4068 mà không có tên gọi như bao người khác. Thế vậy gã hỏi lại nhưng bị uy hiếp. Hào quang giả nói rằng điều gã cần làm là khiến cho Mark tắt thở, nếu không sẽ bị trừng trị theo luật của tháp đèn. Quay lại với ca phẫu thuật, cứ ngỡ rằng thành công vang dội, nhưng bất ngờ đầu của rết xương sống bắt đầu hồi sinh trở lại. Nó truyền thông tin ra bên ngoài.
Ở dưới mặt đất, các loại sinh vật khác như đã nhận được tình báo nên chuẩn bị động thủ. Rất nhanh sau đó, cơ thể của Mark chuyển biến đột ngột, mất luôn cả nhịp tim. Tiến sĩ dùng tất cả mọi cách để khôi phục lại, nhưng đều vô hiệu. Giáo mục Charlie chứng kiến được tình hình, liền vui mừng ra mặt. Cuối cùng thì Mark cũng đã chính thức hy sinh. Trong chuyện này, có lẽ người đau buồn nhất đó là Nhiễm Băng. Cô chạy tới bên cạnh anh, nước mắt ràn rụa, tiếng khóc của cô vang dội cả tháp đèn. Sau đó mọi người cử hành hòa táng cho Mark, chân dân 4068 cũng chạy tới. Mọi người ai cũng đau buồn, chỉ mỗi giáo mục là cười mãn nguyện. Tại vùng sinh thái, tiến sĩ Kylie không khỏi thắc mắc cuộc phẫu thuật rốt cuộc đã sai ở đâu, thì bất ngờ nhận được thông báo từ máy phân tích dữ liệu rằng tế bào của Mark đang được tái sinh. Các tế bào của anh đang được nhân đôi, thế vậy bà lập tức chạy tới thông báo cho mọi người. Tại nơi hòa táng, cơ thể của Mark bắt đầu có dấu hiệu kháng cự. Anh phá vỡ luôn cánh cửa và bước ra ngoài với thân hình to lớn như một con quái vật khổng lồ. Nghe được tiếng nổ phát ra, Nhiễm Băng chạy tới đó ngay. Cô không tin vào mắt mình khi nhìn thấy Mark như bây giờ. Sau khi Mark hóa thành quái thú, giáo mục Charlie nghĩ rằng mình sẽ được thành chủ ban giao vị trí đương nhiệm chức vụ của mình, nên hắn tìm tới ngài thành chủ. Ông ta đưa hắn tới tầng hầm bí mật và có điều muốn nói với hắn. Tại khu y tế thường dân, đứa trẻ trần dân bị mắc bệnh đã được cô bác sĩ cứu sống. Chỉ là bác sĩ vì làm trái luật nên bị đưa đi, bị giáng chức. Tướng quân Victor cùng với mọi người tìm gặp ngài thành chủ, tuy nhiên thì ngài thành chủ không thấy đâu nữa. Trên ghế ngồi lúc này đó là Charlie, thì ra hắn đã được sắc phong lên làm thành chủ kế nhiệm. Sau khi lên chức thì hắn chính thức chơi kiểu ngả bài, hắn ta thay đổi toàn bộ chức vụ và ép buộc mọi người phải làm theo. Lúc này đội thợ săn hoang mạc đang tranh cãi lẫn nhau, họ đùn đầy trách nhiệm gần như muốn đánh nhau. Khi đó Nhiễm Băng lên tiếng, mọi người mới im lặng. Cô nhận trách nhiệm về mình và sẽ tự mình giải quyết việc gây ra cho Mark, đồng thời giải tán luôn cả đội ngũ. Sau đó cô tới thăm Donny, lấy tấm ảnh trên đầu giường rời đi. Mark ở phòng sinh thái lúc này chẳng khác gì con quái thú, nhưng mà anh vẫn giữ được một phần ý thức và có mạch cảm xúc trong quá khứ. Bằng chứng là khi họ chiếu những tấm ảnh đồng đội thì anh lập tức phản ứng, thậm chí phản ứng dữ dội hơn khi nhìn thấy hình ảnh của Nhiễm Băng. Đột nhiên một nhóm người đột nhập vào, họ tự xưng là phó chỉ huy, mang theo các loại vũ khí, lấy cớ là phòng tránh quái vật khi nó bỏ trốn, nhưng thật ra là muốn tra tấn Mark. Bọn chúng một mạch xông vào nơi giam cầm Mark, lôi vũ khí ra tấn công Mark như một tấm bia tập bắn. Bên ngoài, nhân viên của phòng sinh thái tranh thủ phản ứng khi bị tấn công để nghiên cứu. Một tên giáo sĩ tiến lại gần, gã buông lời nặng nề, miệt thị làm cho Mark tức giận, lao tới cắn vào vai hắn một phát. Tới đây thì anh chính thức bị chọc giận. Anh phá hỏng khóa và tấn công giết chết cả đám. Tại sảnh quang ảnh hội, Nhiễm Băng đang bị tra tấn. Hóa ra cô chịu đòn roi là vì muốn giáo mục Charlie tha cho Mark. Cô sẽ mang anh rời khỏi tháp đèn. Hắn muốn đưa bọn họ đi xa, hắn ta muốn nhìn dân chúng đưa tiện anh như thế nào. Hắn tìm tới thượng dân đã được Mark giúp đỡ cho cấy ghép tim. Ông thượng dân tỏ ra vui mừng vì tự dưng lại có một trần dân đồng ý hiến tặng tim. Ông ta còn định tới cảm ơn Mark, tuy nhiên sự vui mừng này nhanh chóng biến mất. Sau khi biết được người hiến tặng chính là vợ cũ thì ông ta đã suy sụp. Nơi khác mọi người đang tổ chức nghi thức đi xa cho Mark. Nghi thức đi xa có nghĩa là đem người xuống dưới mặt đất để sinh sống. Những người trong cuộc đều biết dưới mặt đất đã không thể sinh sống được nữa. Cho nên hành động này chẳng khác nào vứt bỏ đi một người nào đó đã hết giá trị. Nhìn cảnh tượng này, tất cả mọi người xung quanh đều xót xa. Lý do có lẽ là vì anh đã từng là một nhân vật quan trọng, một huyền thoại của tháp đèn phải rời đi khi còn trẻ tuổi. Cảnh cuối phim, nhóm người của cô gái tóc bạc xuất hiện. Họ có nhắc tới Mark và dựa theo lời nói thì chúng ta biết được sinh thái nơi đây sắp tiến hóa. Nếu như tháp đèn đang bay trên bầu trời, vậy thì sau khi tiến hóa, có lẽ quái vật ở đây cũng sẽ biết bay. Sau đó cả đội lên xe để chuẩn bị làm nốt công việc trước khi quái vật tiến hóa.